Xin chào mọi người, hiện nay thì Trinh đang ở cảnh cuối cùng của phân đoạn rất là bự, gọi là đại cảnh để mà tổng kết lại cho nguyên một cái web drama về nhà ăn Tết. Thì mọi người thấy là trang trí có đẹp không? Trinh đóng vai Mộng Trinh, mình cũng ở ngoài tên Trinh luôn. Thì đây là cái cảnh rất là dễ thương, Trinh cảm nhận được tình cảm gia đình ở trong phim. Đó, mọi người thấy là sau khi mà đóng xong thì hả, cô An còn ngồi hát nữa. Rồi anh Khương cũng rất là tập trung vào mấy cái đòn bánh tét. Mẹ tính á, thì hả, không có vay tiếng, không có sợ. Mẹ tính á, thì ngồi gói chơi thôi, gói được cả chục đòn luôn. Trinh cảm thấy là không gian Tết này, tình cảm gia đình, tình cảm chòm xóm ở trong phim á, được làm nổi bật. Nên Trinh nghĩ là đây sẽ là một web drama đáng xem. Và hy vọng là mọi người sẽ đón xem vào ngày 26 Tết này ở tập đầu tiên trên kênh Hồ Bích Trâm Official nha. Mong mọi người sẽ ủng hộ cho các diễn viên ở trong phim. Và nhân dịp Tân Sửu 2021 năm mới đã đến, Trinh chúc cho nhà nhà của chúng ta thật là giàu có. Giàu có về tiền bạc, giàu có về mối quan hệ, giàu có về tình yêu, giàu có về năng lượng. Nói chung là cái gì cũng dư hết. Chúc quý vị một năm mới vui vẻ. Happy New Year. Em nói Tấn Hoàng xin chào quý vị khán giả. Bữa nay là phân đoạn cuối. Ngay bây giờ là mấy giờ ta? 7 giờ 15 là Tấn Hoàng diễn phân đoạn cuối, coi như là xong vai. Vai là vai ông Công, vai công an xã trong cái vở, trong cái phim về nhà ăn Tết của Hồ Bích Trâm sản xuất. Tấn Hoàng rất vui. Coi như là phim này là lúc nào diễn viên cũng tươi cười hết, không ai tỏ vẻ mệt mỏi hết. Mặc dù quay rất là cực, cực lắm khán giả ơi. Phim coi thì lẹ mà quay cực dữ lắm. Thì nghe nói là ngày mai là ngày cuối, nhưng mà Tấn Hoàng hết vai. Thì chúc cho phim được thành công tốt đẹp. Chúc cho khán giả một năm mới an khang thịnh vượng và vạn sự như ý. Dạ, Tấn Hoàng xin chào. Hello mọi người. Hôm nay là cái ngày cuối cùng mà Ngân Quỳnh đã xong vai của bộ phim Về Nhà Ăn Tết do nữ diễn viên Hồ Trâm sản xuất. Bộ phim này sẽ chiếu vào ngày 26 âm lịch Tết này, tức là ngày Chủ nhật hàng tuần, vào lúc 20 giờ. Thì mọi người hãy đón xem nha, bộ phim này rất là vui luôn đó mọi người. Cái vai của Ngân Quỳnh là vai bà Phượng, là mẹ của Lâm, vai chính. Hồ Bích Trâm là coi như sau này cũng là con dâu của Ngân Quỳnh vậy đó. Thì cái bộ phim này nói chung là chung quanh nói về cái tình làng nghĩa xóm, tình con người, rồi nhắc đến một cái Tết rất là vui vẻ. Nói chung là bộ phim này rất là vui, dễ thương, nhẹ nhàng, cũng như là vai của Ngân Quỳnh dạng vai Ngân Quỳnh là một bà mẹ nông thôn, luôn luôn lúc nào cũng vui vẻ, hoạt bát, yêu đời, năng động. Cái vai này nó đúng với lại cái tính cách của Ngân Quỳnh luôn, cho nên khi mà Hồ Bích Trâm á gọi điện mời Ngân Quỳnh vào cái vai này, chung cái dự án này với Hồ Bích Trâm, thì Ngân Quỳnh rất là vừa ý, rất là thích khi vào cái vai này. Hy vọng các bạn sẽ thích bộ phim Về Nhà Ăn Tết này như cái lời mà Ngân Quỳnh vừa nói nha. Chúc mọi người có một cái Tết đầm ấm vui vẻ bên gia đình, an khang thịnh vượng và hạnh phúc nha. Chào tất cả mọi người, chào khán giả của Hồ Bích Trâm cũng như là khán giả của Tuyên cùng tất cả anh em nghệ sĩ. Hiện tại bây giờ đây, tay sách nách mang đồ đạc đùm đề. Thật ra là Tuyên đã hết vai bên phim Hồ Bích Trâm rồi, mà là hết ngày cuối cùng. Đây tất cả mọi người, chỉ còn một phân đoạn nữa. Chỉ còn một phân đoạn nữa là xong. Sau 8 ngày quay cho 6 tập phim của Hồ Bích Trâm thì Tuyên đã được giải phóng. Mọi người ơi, bây giờ nói sao về vai diễn ta? Thôi, chờ khi phim lên đi thì mọi người sẽ rõ về cái vai diễn của nhân vật của Tuyên như thế nào. Lúc đầu á, phim của Hồ Bích Trâm sẽ định ra là ngay mùng 1 Tết, Tết ta của chúng mình á. Nhưng mà Hồ Trâm thấy là ngay mùng 1 Tết thì mọi người lo vui chơi xuân rồi, thì Hồ Trâm quyết định là tập 1 sẽ lên đúng ngay ngày 26 Tết. Mọi người nhớ đón xem dùm Tuyên cũng như Hồ Bích Trâm nha. 26 Tết vào lúc 20 giờ trên kênh Hồ Bích Trâm Official. Ok, và bây giờ là chuẩn bị bước qua năm mới rồi, cho Quách Ngọc Tuyên thay mặt tất cả anh em nghệ sĩ gửi lời chúc bà con, chúc khán giả là mọi điều xui xẻo hay là buồn phiền gì của năm 2020 bỏ qua hết một bên đi, và chúng ta chuẩn bị đón chờ một năm mới, một năm 2021 thuận lợi hơn, thành công hơn và hạnh phúc hơn. Chúc sức khỏe mọi người. Bây giờ Tuyên đi về đây. Quên nữa, mọi người đừng quên là vô kênh Quách Ngọc Tuyên Official để xem tất cả những sản phẩm của Tuyên nha.
Đặc biệt là năm nay Tiên cũng có một sản phẩm Tết, phim Tết đang được chiếu ở trên đó. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ. Bye bye. Lâm Nhật xin chào cả nhà mình. Biết chưa mới được là dòng Huế là đúng là cái dòng của Lâm Nhật. Tại vì xuyên suốt những tập phim của Về Nhà Ăn Tết, đạo diễn Nguyễn Thanh Nam. Một dự án phim Tết của nghệ sĩ Hồ Bích Trâm là em gái của Lâm Nhật. Quy tụ một dàn diễn viên khủng. Và theo một tuần lễ 10 ngày rong ruổi với đoàn phim trên các bối cảnh nội thành, ngoại thành, Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh, Lâm Nhật đã khóc cười với nhân vật ông Toan trong cái bộ phim Về Nhà Ăn Tết. Đoàn phim rất dễ thương, từ những người lớn như là nghệ sĩ Thanh Hằng, danh hài Bảo Trung, nghệ sĩ Tấn Hoàng, rất nhiều các nghệ sĩ tên tuổi, Ngân Quỳnh, rồi là Hoài An, rồi Khương Dừa, Quách Ngọc Tiên, Hồ Bích Trâm, Lâm Nhật, và MC nghệ sĩ Lưu Hà Trinh, rồi anh ca sĩ Kiền An nữa. Mọi người thương nhau như một gia đình vậy. Sự thật bây giờ Lâm Nhật rất là xúc động, cảnh cuối vừa xong. Lâm Nhật sẽ không nói trước cái bộ phim này như thế nào, để quý vị xem nó sẽ rất là bất ngờ. Đi đóng phim rất mệt thưa quý vị, dậy từ sáng sớm cho đến tối mịt mờ mệt xong. Mệt dễ sợ, nhưng mà vui dễ sợ, hạnh phúc dễ sợ. Không có gì hạnh phúc bằng một người nghệ sĩ mà có được một cái vai diễn hay thưa quý vị. Hồi nãy mà khi mà sống cái cảnh cuối mà chúng mình đã mở giao thừa đại cảnh, Hồ Bích Trâm tại ốm, Lâm Nhật phải ra sân bay ngay từ bây giờ để Lâm Nhật đi Hà Nội diễn. Nhưng mà không dám nói thêm, tại vì Lâm Nhật rất là mịt ước. Lâm Nhật một người sống rất là tình cảm, rất là dễ khóc luôn. Chỉ cần nói thêm một câu nữa thôi là sẽ khóc liền. Giống ngày hôm qua mà quay cả ngày, những cái chờ từ 6-7 tiếng mới được quay á. Sáng sớm tới đoàn nhưng mà từ chiều mà được quay. Đôi khi bối cảnh bị đồng á thưa quý vị. Nhưng mà đừng ai nói gì hết nha. Tự nhiên Quách Ngọc Tuyên tới nói, ôi cha, tội nghiệp anh Nhật chờ cả ngày mới được quay luôn. Là tự nhiên xúc động, là thấy mấy đứa nhỏ nó quan tâm tới mình, là tự nhiên xúc động, là khóc liền. Đừng ai khiêu gì tới Lâm Nhật, cái trang để yên vậy thôi, là Lâm Nhật yên. Và chứ còn khóc nhè là không ai làm ăn gì được hết cả. Cảm thấy rất là hạnh phúc, rất là bồi hồi và rất là nôn nóng cái ngày phim ra mắt. Về Nhà Ăn Tết, cả nhà đón xem nha. Chúc mừng năm mới. Rồi, anh Sơn. Phim này là có anh Sơn đóng mua, đóng hỗ trợ cho Cam, thì không biết là anh Sơn có cảm xúc như thế nào và có điều gì muốn gửi gắm cho em. Thì bây giờ em vô em thay đồ em đi quay, rồi anh Sơn ở đây gửi đi, rồi mai mốt em coi nha. Ok. Rồi, cảm ơn mọi người. Thứ nhất là cái cô Trâm này là đầu tiên mà làm là cô Trâm sản xuất, đúng không? Mình cực kỳ ấn tượng một cái là rất là chu đáo với mọi người, đem từng cái con cá luôn mọi người, đem từng bịch cao ở dưới quê lên á, rồi chị làm nó rồi gửi cho diễn viên đi gấp từng con cá cho diễn viên, thấy thương lắm. Mà nói chung là mình thấy là sống bằng cái tình, đúng không mọi người? Thì mới mời được mấy anh em, ví dụ như ngoài ra là cái tiền á thì mình không nói rồi, còn tiền nhiều hay ít là vấn đề, nhưng mà anh em là vui. Thì mình thấy cái phim Về Nhà Ăn Tết này quy tụ rất là nhiều nghệ sĩ, chẳng hạn như là anh Bảo Trung nè, rồi cũng như Ngọc Tử, Xuân Dừa, là những cái người mà làm việc mà mình biết tới, với lại làm việc chung với bối cảnh của mình thì hy vọng phim nó sẽ thắng và được kiểu view là người ta nói là bình thường quá, không tỷ view đi hả. Chúc cho em mau lấy cái gì người ta gọi là nút kim cương. Chúc cho phim thành công nha. Thì tham gia vô đây là cái vai của ông Tám sàm sàm, không có phải là đại gia như cái phim trước mà tính hốt Bích Trâm, nhưng mà chú cháu làm sao hốt được, không nó chơi nó chỉ là phim thôi, diễn viên là phải vào cái vai cho nó chính xác. Với lại hôm nay thì cũng xin gửi đến quý vị cộng đồng mạng là bộ phim đứa cháu nó mới là bộ phim mới, để một phim để mình sắp chiếu trong những ngày Tết, để cho những người cộng đồng, những khán giả được thư giãn trong những ngày cuối năm. Đó là bộ phim nó mang cái tựa là Về Nhà Ăn Tết. Đó, Về Nhà Ăn Tết, một bộ phim rất vui. Cũng Bảo Khương xin đại diện cho đứa cháu là Hồ Bích Trâm. Con xỉu rồi. Coi như là Tết này mời quý vị trên cộng đồng mạng ủng hộ và xem bộ phim này, có rất nhiều cái tính hay nha, rất là vui nha. Cảm ơn mọi người và hy vọng là mọi người sẽ đón xem bộ phim trailer sẽ được chiếu vào lúc ngày lúc bao nhiêu thì mình chưa rõ chính xác, mình biết là ngày 22 Tết, đó là ngày mùng 3 tháng 2 dương lịch,
Còn chiếu tập 1 sẽ là vào ngày 26 Tết và mọi người hy vọng là mọi người sẽ đón xem, trong đó là có chú Bảo Khương. Nhớ đón xem bộ phim Về Quê Ăn Tết. Mình lộn, ăn Tết. Về nhà ăn Tết. Ơ quên, về nhà ăn Tết. Ôi cha, trời. Trời xin lỗi anh nha, em bắp cục đá em té. Trời trời. Ôi không hề, không hề giả trân nha. Giả trân à? Không hề giả trân. Anh không hề vụ gì. Kêu gọi mọi người ủng hộ xem phim rồi trên kênh Hộp Trăm Official. Ok. Thật sự thì Thuận với Hồ Bích Trâm biết nhau rất là nhiều phim rồi, từ những cái phim của chú Nhâm Minh Hiền cho đến bây giờ là cái dự án mà riêng của Bích Trâm, thì thực sự là anh em đồng nghiệp đi chơi với nhau cũng sẽ hỗ trợ nhau hết mình tất cả những gì có thể thôi. Mọi người ơi, nếu yêu thích Bích Trâm và Hùng Thuận thì mọi người nhớ thứ nhất là đăng ký ủng hộ Bích Trâm nè, với Hồ Bích Trâm Official đúng không? Và năm nay và đặc biệt hơn nữa, Bích Trâm sẽ dành tặng cho những người khán giả của Bích Trâm là một bộ phim Về Nhà Ăn Tết. Và phim này quy tụ rất là nhiều anh em nha, rất là nhiều anh em nghệ sĩ nè, nhiều công sức nè, và hy vọng sẽ mang đến món quà tinh thần đầy ý nghĩa với cái dịp Tết năm 2021 này nha. Yeah. Dạ. Cảm ơn mọi người, cảm ơn anh Hùng Thuận rất là nhiều. Nhà đất Hùng Thuận xin kính chào quý vị khán giả. Có, hôm qua cũng có rất là nhiều người, cái clip mà em up với anh lên á, cũng có nhiều người hỏi là anh Thuận có kênh YouTube đó không. Thì bây giờ tốt nhất là anh nên vô trong đó bình luận giùm em một cái, rồi để em ghim cái đó lên cho mọi người qua bên trang YouTube của mình, tại vì nhiều người ta tìm muốn ra. Ok. Hiểu không? Ok, anh ghim. Dạ, cảm ơn anh Thuận, và chúc anh trong năm mới 2021 này bán được nhiều nhà. Yeah. Bán được nhiều cái mặt nền hả? Nền nhà đất, bất động sản, kinh doanh bất động sản. Hy vọng là anh sẽ phát triển mạnh mẽ trong cái lĩnh vực này. Yeah. Và nhớ là tìm cho em một cái lô đất nào đó 12 tỷ nhưng mà trả trước 1 triệu nha. Rồi, ok. Okay. Hey, Cọc Tưởng chào khán giả của kênh Hồ Bích Trâm Official. Cọc Tưởng đang tham gia phim Về Nhà Ăn Tết của kênh mình nè. Phim này rất là hay. Quý khán giả hãy đón xem phim này nha. Chúc phim được triệu 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 tỷ view. Xin chào. Kiến An thân mến chào các bạn. Hôm nay là buổi quay cuối cùng của Kiến An trong cái bộ phim Về Nhà Ăn Tết của Hồ Bích Trâm và đạo diễn Nguyễn Thành Nam. Trong cái phim này thì Kiến An thủ cái vai một vị pháp sư có cái tên là Năm Chum. Đây là một cái vai diễn mà Kiến An cảm thấy rất là thú vị, rất là vui.